rơi vào trạng thái nguy hiểm tại đạp gió 2023. Đa số người hâm mộ đều lo lắng cho Chipu sau khi tiếp nhận thông tin liên quan tới nữ ca sĩ khi cô tham gia đạp gió 2023. Trong những ngày vừa qua, việc Chipu ghi danh tại chương trình đạp gió 2023 hiện đang là chủ đề nóng ở khắp diễn đàn lớn nhỏ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên mới đây, thông qua nội dung trong bảng xếp hạng phiếu bầu do người hâm mộ của các thí sinh bình chọn trên ứng dụng của chương trình, một bộ phận khán giả đã phát hiện Chipu đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Cụ thể ở thời điểm hiện tại, với gần 600.000 phiếu bầu, Chipu đang ở hạng 23 trên 33 thí sinh trên bảng xếp hạng tại ứng dụng bình chọn chính thức của chương trình. Song, trong buổi công diễn đầu tiên, nữ ca sĩ đã được xếp hạng 8 trên 33 nhờ màn trình diễn ca khúc Đóa Hoa Hồng đầy bùng nổ. Đứng trước vị trí hiện tại của Chipu trong bảng xếp hạng này, đa số khán giả đều cho rằng cô nàng cần nỗ lực trau dồi khả năng thanh nhạc và kỹ năng trình diễn để trở nên tỏa sáng hơn trên sân khấu, từ đó thu hút nhiều người biết đến cô hơn. Bởi giọng hát của nữ ca sĩ tại buổi công diễn đầu tiên đã vô tình dấy lên luồng ý kiến trái chiều, và Chipu vẫn chưa có sự nổi tiếng nhất định tại xứ Trung khi quyết định ghi danh tại đạp gió 2023.